Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, có rất nhiều thông tin về những khúc mắc giữa ngôi sao Cristiano Ronaldo và nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Thậm chí một số ý kiến cho rằng những sự rắc rối này đã gián tiếp dẫn tới thất bại của thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos tại Qatar. Cầu thủ 37 tuổi này bị cho là đã có thái độ chống đối với huấn luyện viên Santos vì để anh ngồi dự bị trong trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, trong khi đích Ronaldo cũng đã viết tâm thư giải thích trên mạng xã hội. Nội dung tâm thư của Cristiano Ronaldo như sau. Vô địch quân cấp cùng Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất và tham vọng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi may mắn vì đã giành được nhiều danh hiệu tầm cỡ quốc tế, bao gồm cả với đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng việc đưa tên quê hương mình lên vị trí cao nhất thế giới là ước mơ lớn nhất của tôi. Tôi đã chiến đấu vì nó, tôi đã chiến đấu hết mình cho giấc mơ này. Trong suốt 16 năm qua, tôi luôn ghi bàn ở Nam Kỳ World Cup tham dự, luôn ở bên cạnh những cầu thủ vĩ đại và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ. Tôi đã cống hiến hết mình. Những tin đồn tôi luôn để bên ngoài sân. Tôi chưa bao giờ từ chối chiến đấu và từ bỏ giấc mơ đó. Đáng buồn nhất là giấc mơ ấy đã kết thúc. Thật không đáng để phản ứng với sức nóng từ dư luận. Tôi chỉ muốn tất cả các bạn biết rằng nhiều điều đã được nói đến, nhiều điều đã được viết ra, nhiều điều đã được suy đoán, nhưng sự cống hiến của tôi cho Bồ Đào Nha không hề thay đổi, dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi luôn là người chiến đấu vì mục tiêu chung của tất cả, và tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng nghiệp và đất nước của mình. Không có nhiều điều để nói ở thời điểm này. Cảm ơn Bồ Đào Nha, cảm ơn Qatar, giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài. Về phần mình, huấn luyện viên Santos cũng bảo vệ Ronaldo trước những thông tin không hay về nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha. Ông cho rằng việc học trò của mình cảm thấy không vui là điều bình thường. Cristiano Ronaldo hiện chưa có bất kỳ phát biểu nào liên quan tới việc chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước vòng chung kết World Cup 2022, Lionel Messi, kỳ phùng địch thủ của Ronaldo, đã xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh cùng đội tuyển Argentina. Đối với Ronaldo, anh dường như vẫn muốn công hiến cho đội tuyển. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã phát hành một video để tri ân Ronaldo sau khi cầu thủ ngôi sao này cùng Bồ Đào Nha dừng chân tại tứ kết World Cup 2022 sau trận thua Maroc.